chào quý vị và các bạn. Mình là Bùi Hiếu, chuyên sửa chữa lắp đặt đầu đi ô tô. Hôm nay mình đang nhận sửa con Santa Fe. Nó bị cái hiện tượng là khi về sườn núi nó nhũ nhiễu như này này. Các bạn có thể nhìn thấy không? Nó nhũ nhiễu như này và nó chạy cỡ độ khoảng nửa tiếng thì nó mới khỏi. Nó mới hết nhiễu. Và cái này nó không phải do cam các bạn nhé. Cái này là do cái mạch ở trong đầu nó bị hỏng, mạch ở bên chính nó bị hỏng. Cái này phải sửa, những cái lỗi này sửa nó rất là khó khăn. Mình đã sửa những cái lỗi này rồi. Cái loại đầu này nó hay bị cái hiện tượng trắng màn, trắng mờ đục màn, đen màn. Con này mình vừa sửa cái bệnh đen màn xong. Bây giờ là vấn đề là cái camera nùi của nó đang bị nhiễu. Nhiễu cái này phải mình phải tháo ra mình sửa. Khi ra sửa xong mình quay cho các bạn nhé. Được mấy tháng? Bảo hành 6 tháng nha anh nhớ. Cái cam gì? Vâng, cam với màn hình đều bảo hành 6 tháng nha anh ấy. Đây, sau khi mình sửa nó đã chạy ngon rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video.